Ôi giờ chiều chiều nay chiều ngày 4 tháng 5 có thể là không còn mưa giông về chiều nữa. Bữa nay hai ngày đi là mưa giông vào buổi sáng bà con. Giờ em vui xin chào tất cả mọi người. Chiều nay khi mà sáng nay cũng vừa xảy ra những cơn mưa giông lốc xoáy ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt bà con đó. Nguyên buổi sáng luôn mưa khá lớn, và đặc biệt là khu vực các vùng huyện thì chắc sẽ là ảnh hưởng đến mùa gặt hái của bà con. Hai ngày hôm nay dự báo và cảnh báo là sẽ có mưa giông kèm lốc xoáy các cái vùng huyện cũng như thành phố. Xảy ra vào buổi sáng như sáng hôm nay ngày 4 tháng 5 đó, một trận mưa giông rất là lớn làm gãy đổ đi cũng khá là nhiều nhánh cây ở các công viên đường phố. Chiều nay thì trời im biển lặng rồi, nhiệt độ lúc trưa cũng đã nặng đã lên 2-3 độ C trở lại từ trưa và đến chiều. Ở trên đường thì bây giờ vẫn còn những cái nằm của nước mưa đó, lá cây rơi rụng. Đây là tuyến đường Phan Đình Phùng. Chúng ta đang đi một bên dòng sông An Cửu đó. Mưa thì mát sau những ngày nắng đặc biệt gay gắt ở Huế, nhưng mà trúng vào cái mùa gặt này thì bà con cũng ít nhiều bị ảnh hưởng về vụ mùa đó. Góc phố nhậu chờ gạo còn nhậu buổi chiều khá đông khách. Khu vực này vẫn còn chờ của bà con này, phía sau của một bên của chợ Bến Ngư, cảnh chờ chiều. Sẵn khoai, tôm cá, rau rán, củ quả đầy ấp trên đường trong chợ. Mua chi cho chị với na hàng hóa mời gọi mua chả cả nhiều với nhau cả tươi rồng luôn. Thật sự thì mưa về thì làm cho Huế mặt nhiều hơn, nhưng mà sợ nhất là lốc xoáy rồi sấm sét. Đợt này được cảnh báo là sét nhiều đó bà con, nhiều và lớn, rất nguy hiểm cho người đi đường cũng như những công việc ngoài trời. Hy vọng
bà con đâu đó cũng được bình an. Chiều nắng chả nằm vậy thay không chờ ở hai bên của và trực mặt chờ bên ngữ. Gòn gan ngăn nắp bên này không còn mua bán nữa, chiều tối rồi. Nguyên Thiên Kế tuyến đường một bên của chợ Bình Ngư đó. Xưa phở này Nguyễn Huệ là vào Nguyễn Trường Tộ Ngô Quyền. Đó đường phố rất nhiều cây xanh. Hy vọng cơn lốc sáng nay cũng không làm hư hại nhiều tuyến đường này nữa. Vì khi sáng thì những hình ảnh tại đường Lê Lợi bà con đã xem có những nhánh cây gãy đổ trong công viên. Lốc xoáy thì thông thường nó đi tùy theo vùng nha. Cứ chở thấy nhiều này, mình nhắc xong thì cái nhánh cây đầu gai này, đây là cái phường mô đây, người ta tập hợp ở đây này. Như vậy là tại khu vực đường Ngô Quyền cũng có những cái nhánh phường gai đầu sáng nay. Bây giờ cũng còn ngổn ngang trên đường đó, đô thị đi dọn chưa kịp đâu, đó rác những cái nhánh cây lớn nhỏ đang tập hợp lại để xe rác môi trường có thể dọn dẹp đó. Đó nắng cũng ảnh hưởng ít nhiều mà trừ mưa lốc gió lốc cũng ảnh hưởng nhiều ít. Ít nhất thiệt hại cái xanh. Sợ nhất là nó sập vào trong nhà bà con, nhà người dân, nguy hiểm đó. Cũng như sấm sét đó mọi người. Mùa này thì
rất là nguy hiểm, đặc biệt là các nơi đồng không, nơi nào trống trải và những cây cao hay bị sét đánh trúng lắm. Đây là ngã tư Hà Bạc Trưng Ngô Quyền. Chiều nay là chiều cuối tuần thì chắc cũng được, chẳng lại làm phố đi bộ. Lúc này thì đường phố cũng lên đèn rồi, 6 giờ hết một chút. Phố đi bộ Hai Bà Trưng đã được hoạt động những chiều cuối tuần. Dường nữa, chúng tôi biết rằng là Arsenal ở trong mùa giải này cũng có một tiền bạc mà cái Ash có thể đứng ra một tỷ đô rất tốt. Theo thống kê thì pháo thủ hiện đã được 16 bàn thắng đá phạt góc tại mùa giải này. Hai Bà Trưng Ngô Gia Tự, những tuyến đường này cũng nhiều cây xanh khá là mát trong những ngày hè đấy. Quán uống khá đông tại đường Ngô Gia Tự buổi chiều tối mọi người. Sáng thì có hàng sáng, chiều tối thì có hàng ăn chiều. Đó, có những tuyến đường làm ăn kinh doanh cũng khá nhộn nhịp. Kết thúc đường Ngô Gia Tự ra về đường Đồng Đá. Ở đâu cũng có những nhành cây rơi vãi sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên vào sáng nay. Hướng về khu vực trung tâm ngã 6. Chung cư tại đường này Đồng Đá bà con nhìn, nhưng mà rồi nhìn đâu đó có những cái nét
xưa và nay ở đây. Thì tòa nhà em thấy cũng đã xuống cấp rồi. Chiều cuối tuần thì còn ít người ra đường. Giờ này là ngày nghỉ của bà con đó. Lúc này cũng hơn 6 giờ một chút, 6 giờ chiều. Còn giờ và những hình ảnh Huế chiều nay em cũng đưa bà con đi thăm vào hình ảnh cánh chiều. Huế hôm nay cũng mặc dù khi sáng nay có cơn mưa dông đi kèm với lốc xoáy, chiều nay thì Huế cũng có nắng trở lại, về chiều thì cũng khá là mát mẻ. Rồi Huế chiều ngày 4 tháng 5, hy vọng bà con biết thêm Huế cũng yên vui nhé. Và em sẽ còn thông tin cập nhật để bà con nhìn hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Bây giờ em vui xin kết thúc video. Khi xem bà con không quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ em vui. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Em vui xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Kết thúc đường lên video.